quay trở lại với các bạn trong clip ngày hôm nay. Chị muốn chia sẻ với các bạn về một mở bài mà chị rất là tâm đắc ở trong bộ mở bài siêu cấp như thế này, về bài thơ Sóng và bài thơ Vội Vàng. Chị hy vọng có thể giúp ích được cho các bạn nhé. Giữa muôn nẻo của những xúc cảm tình yêu, những người nghệ sĩ đã từng rất nhiều lần xao xuyến, là bởi tình yêu muôn đời nay vẫn thế, vẫn là những xúc cảm thật thú vị, tự lặp lại chính mình. Nhưng đó là lý do tại sao tình yêu đã trở thành cội nguồn cho biết bao nhiêu những ngòi bút thăng hoa. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nói về mảng thơ tình nhất định không thể bỏ qua Xuân Quỳnh và Xuân Diệu. Nếu thơ của Xuân Quỳnh hồn hậu là tiếng thơ yêu đương gần gũi dịu dàng, thì thơ của nhà thơ Xuân Diệu, nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới, lại khác hẳn. Lúc nào cũng rạo rực, lúc nào cũng đắm say vồ vập như thể muốn ăn tươi nuốt sống tình yêu vậy. Hai người nghệ sĩ này với tiếng khơ khác nhau nhưng lại đồng lòng hợp ý trong nội dung viết về khát vọng tình yêu tuổi trẻ. Sau đó thì chúng ta sẽ trích dẫn hai đoạn thơ này ra, được không ạ? Thì các bạn có thể ứng dụng mở bài này nhá.